Dạ vâng, trước màn hình các bác và anh chị là một con Zinai đời 2021 mà lại dòng nguyên bản nữa. Bây giờ em mời các bác và anh chị cùng theo dõi với em để xem con bếp nguyên bản ngày hôm nay có những đặc điểm gì nhé. Con này được trang bị là hai bếp nấu và một lò nướng luôn. Các bác và anh chị vào tham khảo mua bếp xin ủng hộ em một nút like. Các anh chị nào chưa đăng ký kênh thì vui lòng cho em xin một nút đăng ký kênh ạ. Em cảm ơn rất là nhiều. Và bây giờ em sẽ giới thiệu về con bếp Zinai trong buổi video này để cho các bác và anh chị tham khảo được cho nhanh luôn ạ. Mặt bếp là mặt men màu vi sữa, con này là màu sữa, mặt sữa. Đời 2021 dòng nguyên bản. Mặt bếp thì bếp bãi như thế này là cũng rất là đẹp rồi. Có bị chấm nhẹ một chút tí thôi đây này. Em vừa giới thiệu cho các bác chị thấy một tí điểm chấm như thế thôi. Hình thức là nói chung là nhìn con này là cũng đẹp rồi. Bị chấm nhẹ ở đây. Có mấy điểm chấm nhẹ đây em chia sẻ luôn cho các bác anh chị thấy được ở thành này. Trên mặt bếp thì chấm ly thì bắt ra 3 chỗ đó, 3-4 chỗ đó. Đây, hình thức luôn cả cảnh quan của mặt bếp này rất là đẹp đúng không ạ? Dòng nguyên bản. Chia lửa của con này là bằng hợp kim nhôm à. Con này là bằng hợp kim nhôm nguyên khối này. Hỏng bếp là hỏng nguyên zin của bếp này. Đây là không có bị dỉ xét gì đâu các bác và anh chị nhé. Đây là gọi là dòng nguyên bản của nó thì qua sử dụng rồi thì nó bị ngã sang màu vàng đấy, chứ không bị là dỉ gì đâu. Đây là ngã mua màu vàng rồi nhé. Cảm biến thì đang còn xin lại bén luôn. Đây em đang kiếm cho anh chiếc thế nào tầm 2.6 hay 2.7 được không? Đây họ rất đẹp nhé. Kiềng là chất liệu thép chống dỉ sơn màu đen này. Bộ kiềng nhìn nhỏ nhắn thôi nhưng mà sắt như chất liệu của Nhật ấy, rất là bền và cực chịu lực chịu nhiệt rất là tốt luôn ạ. Xong em test lửa luôn cho các bác và anh chị thấy được lửa luôn. Ngọn lửa thì cháy lên nghe hơi xuống tai luôn rồi đấy. Đúng không ạ? Rất là đẹp. À mấy cái hả? Mấy cái hả? Ngọn lửa rất là đẹp đúng không ạ? Và bây giờ em sẽ test cái tính năng an toàn của dòng bếp Nhật để cho các bác và anh chị thấy được luôn nhé. Rất là xanh, còn cái xanh này thì nấu rất tiết kiệm gan, tiết kiệm từ 25-30% so với lại bếp ga bình thường này. Lửa xanh thì đã đốt chặt đấy thì ga tiết nó ít ra để đến nấu này, cho nên khi sử dụng dòng bếp Nhật thì các bác yên tâm rằng là không có khí ga bị rò rỉ ra xung quanh môi trường sống của gia đình mình. Và thứ ba nữa là lửa xanh là nấu không bao giờ bị đen nồi, đó là ưu điểm của dòng lửa xanh. Thì con bếp Nhật thì trang bị đủ tính năng an toàn đúng rồi và tính năng bây giờ em sẽ test luôn cho các bác và anh chị thấy được. Còn bếp tay phải này em test tính năng cả nước này. Còn con bếp bên tay trái em test tính năng không may đang nấu mất ngọn lửa đi, cho các bác và anh chị thấy được là bếp sẽ hoàn toàn có ga luôn ạ. Còn là bếp này đời cao nên là nó sẽ làm sang cái dòng kim nhấn phản quang rất là đẹp và rất là chắc chắn luôn. Dòng kim nhấn thì nó có trang bị khóa cho em luôn. Đấy các bác và anh chị thấy đó, khi nào mà mình nấu xong mình đặt sang bên tay trái, tay phải thì là khóa chị em nhà mình vào cái nồi cào bếp cũng không bao giờ được đâu. Đó là cái trang bị cái thứ nhỏ nhất của dòng bếp Nhật là họ đã quan tâm hết cả rồi. Được có tín hiệu khóa ra của tính năng mất ngọn lửa rồi đã. Xong em test luôn cho các bác còn thể thấy được. Hai nướng và cái nướng bằng chất liệu inox đang còn rất là đẹp luôn. Gọi là lướt qua, gọi là con bếp lướt qua mới đạt được đến 95% luôn. Còn là bếp tay phải em test tính năng cả nước nồi nóng quá cũng đã tắt lửa rồi. Và bây giờ em sẽ test luôn giữa cả hai tính năng này để cho các bác và anh chị thấy được là bếp sẽ hoàn toàn khóa ra luôn nhé. Thành vách bên hông trái này rất là đẹp đúng không ạ? Đây ạ. Hoàn toàn khó ga đúng không ạ? Rất là an toàn và tuyệt vời luôn. Đây. Em bật luôn lửa lò nướng lên cho các bác và anh chị thấy luôn được ạ. Bếp lửa lò nướng lên rất là xanh là đẹp đúng không ạ? Tất cả tiêu chuẩn nướng của Nhật thì các bác và chị yên tâm sử dụng nhé. Bên trong phòng nướng rất là sạch sẽ, không có một tình trạng đèn tối ố vàng gì đâu nhé, rất đẹp. Bếp này là đồng 2021 thì gọi là
họ cũng mới dùng, nên là hình thức giao hàng rất là đẹp luôn. Giá thành con này dòng nguyên bán em bán cho cả nhà với giá là 3.200.000 đồng, thì do một điểm có một số điểm trừ chấm chấm nhẹ trên đây, thì dòng đời cao thì nó có một chấm nhẹ đây, thì em giảm giá thành cho các bác và anh chị khoảng 3.100.000 nhé. Một chút như thế này em đã giảm giá thành cho các bác và anh chị 100 rồi. Hình thức cũng đang còn rất là đẹp luôn đấy các bác ạ, không phải là chấm nhẹ chút chút bằng cái đầu tăm nhỏ nhỏ thôi. Bớt cho các bác và anh chị 100 rồi. Bác nào quan tâm đến một con Zinai đời 2021 dòng nguyên bản màu sữa thì liên hệ lại với em theo số điện thoại em chạy suốt hành trình video. Xin chào và hẹn gặp lại các bác và anh chị ở các video tiếp theo của em ạ.